Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề Sách giáo khoa ngữ văn 10 Bộ sách kết nối trí thức Đến với câu hỏi số 1 như sau Vấn đề câu hỏi nghiên cứu của tác giả trong bài viết là gì? Vậy thì các em hãy đọc kỹ ngữ liệu ở câu hỏi này sau đó trả lời được vấn đề nghiên cứu mà tác giả nói tới trong bài viết là gì nhé? Sau khi đọc xong văn bản, ta nhận ra rằng vấn đề ở đây chính là dấu ấn của sử thi Ấn Độ Ramayana trong văn hóa Việt Nam đấy. Đến với câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Để triển khai bài viết, tác giả đã sử dụng những luận điểm chính nào? Vậy thì theo các em, bài viết ngày hôm nay của chúng ta gồm có bao nhiêu luận điểm chính? Chính xác đó chính là ba luận điểm chính. Đầu tiên, tác giả nói tới sâu ấn của sử thi Ramazana trong văn học dân gian và văn học viết thời kỳ trung đại. Luận điểm số 2 đó là dấu ấn của sử thi Ramazana trong nghệ thuật điêu khắc và cuối cùng là dấu ấn của sử thi Ramazana trong văn hóa đương đại. Câu hỏi số 3 với nội dung như sau tác giả đã sử dụng những loại bằng chứng nào để làm sáng tỏ các luận điểm chính. Vậy thì với câu hỏi số 2, chúng ta đã trả lời được có 3 luận điểm chính phải không nào? Vậy thì với 3 luận điểm này, tác giả đã dùng những bằng chứng nào để chứng minh các luận điểm hả các em? Đó là tác giả đã sử dụng bằng chứng liên quan đến những đặc trưng của thể loại sử thi, bằng chứng liên quan đến văn hóa của dân tộc tiếp nhận dấu ấn là dòng tộc Trăm, bằng chứng liên quan đến vật thể, tại sao bảo tàng điêu khắc, vân vân đến sử thi Ấn Độ. Đây chính là các bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính kèm nhé. Nội dung tiếp theo chúng ta đến với phần thực hành viết. Sau khi đọc và tìm hiểu về đoạn trích đâm săn đi bắt nữ thần mặt trời và những hiểu biết của mình về thể loại sử thi, viết báo cáo nghiên cứu về hình thức biểu diễn sử thi trong đời sống của người dân ED hiện nay. Vậy thì trước hết, cô sẽ hướng dẫn các em làm dàn ý nhé. Đối với việc đạn trích đâm săn đi bắt nữ thần mặt trời, chúng ta có thể nghiên cứu các vấn đề như sau. Đầu tiên, về phần mở bài, các em giới thiệu vấn đề cần phân tích trước. Sau đó, đến với phần 2 là thần bài. Đầu tiên, ta phải nêu khái quát về thể loại sử thi. Tiếp theo là các hình thức biểu diễn có thể thông qua hát, hát kể, hát nói, vân vân Và ba, đó là sự ảnh hưởng của sử thi đến đời sống của người đê. Phần ba lớn kết bài khẳng định lại vấn đề. Sau khi có giản ý chung, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài viết mẫu các em nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em Viết bài mẫu như sau. Sử thi ED ra đời trong điều kiện xã hội loài người có những biến động lớn về những cuộc di cư lịch sử, đặc biệt là những cuộc chiến tranh giữa các thị tộc, bộ lạc để giành đất sống ở vùng núi rừng Tây Nguyên. Đồng bào dân tộc ED xếp thứ 12 trong cộng đồng 54 dân tộc anh em tại Việt Nam. Các tác phẩm sử thi đều phản ánh quan niệm về vũ trụ với thế giới thần linh có 3 tầng rõ rệt. Đó là tầng trời, tầng mặt đất, tầng dưới mặt đất Thế giới mà con người và thần linh gần gũi với nhau Phản ánh xã hội cổ đại của người Ê Đê Cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng bình đẳng, giàu có Phản ánh quyền lực gia đình mẫu hệ Đề cao vai trò của người phụ nữ trong quản lý và bảo vệ hạnh phúc gia đình Hết kể sử thi là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đã có từ lâu đời của cộng đồng người Ế Đê. Nội dung của hát kể sử thi chủ yếu ca ngợi các anh hùng dân tộc có công bảo vệ cộng đồng, đề cao sự sáng tạo, mưu trí tài giỏi, ca ngợi cái đẹp về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, mong muốn chinh phục thiên nhiên để cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngôn ngữ hát kể của sử thi Ế Đê là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời và nhạc, trong hình thức ngôn ngữ đó, các câu chữ như một móc xích nối các câu vần với nhau. Chính đây cũng là một yếu tố quan trọng khiến nghệ nhân có thể thuộc được cả những tác phẩm dài hàng vạn câu. Sử thi ED chính là một bức tranh rộng và hoàn chỉnh về đời sống nhân dân và về những anh hùng, dũng sĩ đại diện cho cộng đồng. Người dân ED hát sử thi, kể sử thi như một cách để bảo tồn và giữ gìn giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, đồng thời tuyên truyền nét đẹp này đến với nhiều đồng bào dân tộc khác. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để tìm hiểu các bài học khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.